Bình tĩnh, bình tĩnh. Ui. Vì nó quá to, quá khủng. Quá khổng lồ. Vừa ra sườn gỗ các bác, vừa ra thì thấy vừa xẻ xong một cái tấm ba chi rồi các bác. Không phải là một tấm mà là một cây luôn các bác à. Cây này quả thật là quá tuyệt vời các bác. Phân thì em không biết là còn chỗ nào để các bác chê hay không. Đấy, và đường kính của nó vô cái số rất là đẹp các bác. Có thể lấy được 1,5 m, 1,6 m. Và cái tấm như em đang ngồi đây là lấy được 1,6 m đẹp luôn các bác à. Sạch nhát luôn các bác. Và với một cái cây như này các bác, với một cái cây siêu phân như này thì em nói để trong nhà mình là thuộc dạng là đẳng cấp nhất rồi các bác à. Không còn cái nào hơn nữa. Hàng mà 1,6 m trở lên như này hiện tại là rất là hiếm các bác. Hầu như là hết rồi các bác à. Và để em đo thử chiều dài các bác. Đây là 4 m. 5 m 8. 5 m 8 thì mình ra hai bộ đẹp luôn. Cắt đôi ra thành một bộ không mà để nguyên cái tấm như này mình làm bàn dài là đỉnh luôn. Phân quá đẹp. Lần đầu tiên mà Sơn nhìn thấy cái cây gỗ ba chi mà nó to và dài và đẹp thế này các bác. Cái mà gỗ bình thường xẻ ra được cái tấm 5m, 8, 6m và dài mà đẹp cái này nó có là khó rồi. Mà xẻ cái cây ba chi này nó quá giá trị luôn các bác. Lần đầu tiên mà ở cái khu vực của Sơn xẻ cái cây ba chi nó đỉnh cỡ này. Nhưng mà họ chưa vội nói đến cái ba chi hay cái gì cả. Mà hôm nay là lần đầu tiên Chiến nhìn thấy cái cây gỗ, một cái cây gỗ kiểu như này. Thì xem cái cảm nhận của một người chưa biết, chưa gọi như chưa biết ba chi nó là gì, mà chưa nhìn các loại gỗ nhiều, mà trước đây thì cũng chưa có va chạm về gỗ, thì thử xem cái cảm nhận hay là thử xem cái cảm xúc của Chiến khi mà nhìn thấy cái cây gỗ này, cái tấm gỗ này thì nó có cảm nhận thế nào. Thì xin mời Chiến xem thử. Xin chào các bác trong kênh YouTube của anh Sơn Sóng Gỗ nhé. Thì thực ra thì em đây là lần đầu tiên đi xẻ gỗ, và mình được may mắn được nhìn thấy một cái tấm gỗ nó lớn, gọi là dã man kinh khủng như này. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại có thể có cơ hội được đi nhìn thấy một cái tấm gỗ như này để mà ngắm nó như vậy. Em cảm nhận thấy khi mà được đứng trên một cái tấm phản như này nhá, giống đứng trên cái gì tài sản rất là lớn của mình, rất là giá trị. Đấy. Và ai cũng muốn sở hữu nó, mặc dù em không có tiền, chưa có tiền, nhưng mình đã có cảm giác sướng muốn sở hữu nó rồi. Nếu mà mình có tiền thì chắc chắn là mình sẽ sở hữu nó ngay. Vì nó quá là độc, quá là lạ và quá là hiếm, gọi là cực hiếm. Cực hiếm mà cái gì là nó, nếu mà theo Chiến thì cái gì đẹp nhất ở trên cái tấm này, cái cây gỗ này? Để mà nói về tấm này, một đó là khủng. Khủng. Thứ hai là vân và độ hiếm. Đấy là ba cái em cảm nhận thấy như thế. Cái vân của thằng ba chi này nó sẽ sắc hơn thằng vân thằng nize hay là vân của các cái loại gỗ bình thường rất là nhiều các bác nhìn thấy này. Nó là những cái vân nó rất là sâu và sắc vân, nổi vân. Đây nên là nhiều người thích, nhiều bác thích chơi cái thằng ba chi này nó là vì vậy các bác này. Vân của nó cực kỳ nổi bật luôn. Cực kỳ nổi bật. Nó sáng cái màu gỗ này, mỗi này nó sáng hơn thằng nize một tí. Nhưng mà để mà nói về cái chất gỗ thẳng thắn với các bác, thật sự chất thằng ba chi này nó mềm hơn thằng ba nize rất nhiều luôn. Chất thằng ba chi này thì nó không thể nào mà nó ngon bằng chất thằng nize, nhưng mà cái vân của nó nhìn rất đỉnh. Vân của nó như này nên là nhiều người khoái cái thằng ba chi này. Nhưng mà xin khẳng định với các bác luôn là thằng này chất lượng của nó thì không bao giờ bằng cái thằng nize được nhá. Nhưng mà nhìn cái bộ vân và nó nhìn cái kích thước dài cỡ này. Để mà so sánh, nếu mà lấy một gỗ tấm gỗ cẩm hồng và một cái tấm ba chi thế này thì cái tấm cẩm hồng khoảng 2 m, hơn 2 m thì nó sẽ có giá trị bằng cái tấm này rồi. Thế nhưng mà nếu mà như Sơn chọn thì sẽ chọn thằng nhỏ thế này thôi. Nhưng mà vân nó đẹp, nhìn sướng thật.
lần đầu tiên có thể nhìn thấy cây ba chi nó đẳng cấp thế này. Thực ra là cái cây này thì đã có bác khách bác ấy mua hết cả cây rồi các bạn, mua hết nguyên cái cây này rồi, nhưng mà tiện đây thì quay video cho các bác xem thôi. Chứ còn nếu các bác mà cần hoặc là muốn mà sở hữu cái cây mà gỗ kiểu này ấy, thì chỉ đặt trước, sau đó sơn thì sẽ xẻ cái gỗ như này. Không phải là không có, nhưng mà bởi vì là trước đây chưa có bao giờ gặp, với cả là chưa có bác nào, tại mình chưa có làm cái dòng này bao giờ nên các bác chưa có biết và các bác chưa có đặt. Nhưng mà tiện hôm nay ấy, tiện hôm nay thì bác nào mà cần hoặc thích chơi cái dòng ly ba chi này này thì có thể là inbox cho sơn, thì sơn sắp tới có thể sẽ xẻ cái cây kiểu như này đấy. Thì nhưng mà bác nào đặt trước hàng kiểu như này thì sơn sẽ làm cái cây này các bác nhá. Bác đang cắt, các bác Miền, chú Miền là chú đang cắt cái cây cẩm hồng ra. Cây cẩm hồng này có thể là lấy được cái hàng mạch nó tới 2 mét là các bác, 2 mét và hơn 2 mét. Đấy, các bác cùng ghé cùng em xem cái quá trình cắt cái cây này nha các bác. Cắt cái cây khủng nó có cái quá trình cắt như thế nào các bác ạ? Nó không đơn giản như những mình cắt những khúc cây nhỏ bên đường đâu các bác. Đây là cắt ngay từ trên xe luôn các bác. Cắt xong lôi xuống nó dễ hơn. Vâng các bác, quá trình cắt cây đó các bác thấy không? Rất nhiều nhà báo luôn các bác à. Rất nhiều nhà báo. Vâng, tôi đang ngồi cho anh em nói là các bác, cây cẩm hồng rất khủng. Đây, cái này sẽ có thể lấy mắt được trên 2 mét các bác ạ. Vâng, rất là khủng luôn các bác. Đấy, quay sơ cho các bác xem về cái cây này. Đấy, và em Tuấn đang đứng trên kia thùng, trên cái cây, và cái cây nằm trên cái thùng. Đấy, và nó cao gần bằng cái thùng luôn các bác. Rất là khủng khiếp các bác ạ. Vâng, cái cây này rất là khủng luôn. Đây, lúc này chú Miền chú cắt hết phía bên này rồi các bác. Nhìn nó từ trên xuống dưới rất là cao, rất là... Nhìn như mình đang đứng trên núi đó các bác. Vâng, và chúng mình tiếp tục cắt phía bên này các bác ạ. Vâng, và tí nữa cắt xong sẽ luôn các bác, sẽ luôn. Đây, bên này còn một cái công khúc gỗ, cây gỗ nữa các bác. Cây này cũng khá là khủng. Đấy các bác à. Bây giờ đang chuẩn bị công cái khúc gỗ này xuống các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy chỗ này vừa mới cắt xong các bác này. Đấy, chỗ này cóc này. Bắt đầu cẩu nha các bác nhá. Đây em sẽ sang bên này cho các bác nhìn rõ hơn. Chuẩn bị cẩu khúc gỗ này xuống.
bác nhìn thấy khủng chưa? Một khúc gỗ treo lơ lửng này chỉ có trong phim thôi. Ngoài đời hơi khó ấy các bác, như phim võ thuật Trung Quốc. Bác nhìn thấy treo lơ lửng chưa? Chuẩn bị xe sẽ đưa ra các bác nhá. Đấy, xe chạy ra. Cho các bác chiêm ngưỡng cái giây phút tuyệt vời, giây phút khó có. Đây các bác nhìn thấy chưa? Một khúc gỗ to khủng lồ treo lơ lửng đấy các bác ơi. Xe bắt đầu ra rồi. Cho các bác ngắm nhìn khung cảnh hơn. Ui giời. Bỏ gỗ luôn, nhìn nó hay thật cái cục. Khoảnh khắc này quá là tuyệt vời, hiếm khi có thể gặp được các bạn. Để bình tĩnh. Ôi. Vì nó quá to, quá khủng. Quá khổng lồ. Chảy nước. Khoảnh khắc chảy nước này. Cái khoảnh khắc này phải lưu lại các bác à. Nước chảy tông các bác. Chết rồi, của mình hết pin rồi. Các bác thấy rồi đó. Đốt đi làm củi. Các bác à, cái này phải phơi đã, phơi khô thì mới đốt được. Xẻ chiếu. Nước trong cây các bác à. Lợi hơn. Nước trong cây nó chảy ra. Lợi hơn nhưng mà giá nó thấp các bác ạ. Xẻ chiếu to thì mình được ít tấm nhưng mà mình vâng, em kể cho các bác một câu chuyện này nó khá là nhức đầu của bác. Thì hiện tại là cái thớt tim nó như thế này. Đấy, các bác thấy không? Và nó có một cái đường như này. Đấy là nó giống bắp chồng các bác. Đấy, thế nên là bây giờ mình sẽ cân đối cái phương án này cho nó phù hợp để mình sẽ mình lấy được lợi gỗ nhất các bác. Tim viên sẽ đi vào giữa rồi đúng không? Vâng. Các bô lão đang mang bạc bên kia các bác. Thì thôi, bên này nó cũng có một cái khúc cắt rồi. Thì em qua cái mặt cắt bên này em tiếp tục làm cái video về cái này các bác. Đấy, cái mà đáng bại suy ngẫm đây các bác. Đấy, chính là nó rồi các bác. Tìm ngang qua như này là một. Đấy, và một cái vết bóc trồng ở dưới như thế này các bác. Đấy, thì các bác để ý xem. Nếu mà mình xẻ thơ ngang, mình sẽ lấy được 2 tấm. Một tấm ở phía ngoài này. Đấy, là nó dính tới đây là sát mép của đường bóc trồng. Nó sẽ không ảnh hưởng gì hết các bác. Đấy, và tiếp theo là mình sẽ lấy được một tấm bên này nữa các bác à. Đấy, một tấm bên này nữa. Đấy, là một tấm từ đây đi xuống. Và có thể lấy được khoảng là tầm 1m8. Đấy, phương án là mình sẽ lấy được
Hai tấm thiệp các bác, hai tấm thiệp. Đấy, và còn lại là ở phía trong này thì có lẽ là xử lý. Có thể ra một cái mạch sập nhỏ ở đây. Đấy, một cái mạch sập nhỏ ở đây. Và một số sẽ ra băng về các cái hàng nhỏ hơn khác các bác. Đấy, đó là cái phương án mà chọn là chơi khô máu luôn các bác, lấy đúng hai tấm đẹp. Còn lại là cho ra thành sản phẩm nhỏ. Đây, và một phương án nữa các bác. Phương án nữa là mình sẽ sắt ngang các bác à. Đấy, mình sắt ngang như thế này. Đấy, thì mình lấy được tương đối là nhiều gỗ, lấy hầu như là được hết gỗ luôn các bác. Nhưng mà mặt nó nhỏ thì nó sẽ không có giá trị bằng cái mặt to. Đấy, nhưng mà lợi nhuận thì nó sẽ thấp hơn nữa các bác. Đấy, và đang phương án do dự giữa hai phương án đấy. Đấy. Đấy, nên là em thì em chả biết được đâu các bác. Đấy, phải chờ khi các bác bô lại các quyết định xảy ra rồi thì mình mới biết được. Bây giờ thì hai phương án đó đang là hai phương án khiến căng não lắm, suy nghĩ rất là nhiều. Vâng, và hôm nay thì sẽ cắt ra thôi các bác. Và sẽ hôm sau sẽ tiến hành xẻ. Và sẽ nếu mà không có video trực tiếp các bác thì chắc chắn bọn em sẽ làm những cái video, những cái video xẻ, những cái video ấy bọn em tải lại lên trên. Nên các bác không cần lo. Nãy bảo đang live stream lên, bảo các bác đợi xẻ luôn. Đấy, là do em nắm chưa đợi thông tin cho các bác. Chưa xẻ được các bác à, các bác thông cảm nha. Vâng, và các bác cùng em Tấn đón xem cây này nó sẽ xẻ như thế nào nha các bác. Sẽ là sắt lấy tấm to hay là sẽ là sắt ra như này để lấy được lời gỗ, lấy được hết gỗ. Cùng đón xem cùng em Tuấn nha các bác.